Thưa quý vị, năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, nhưng huyện Đất Đỏ vẫn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết. Đây là nhận định của lãnh đạo huyện tại hội nghị lần thứ 33, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ mở rộng. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ cho biết, thu ngân sách trên địa bàn huyện Đất Đỏ ước hơn 618 tỷ đồng, đạt trên 142% chỉ tiêu nghị quyết năm 2022, tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công ước hơn 715 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch năm 2022. Huyện duy trì 6 trên 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 35% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn huyện. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời hiệu quả. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được chú trọng. Hoạt động thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới. Năm 2022, Đảng bộ huyện Đất Đỏ đã kết nạp 132 đảng viên mới, đạt 114,78% chỉ tiêu tỉnh giao. Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 100% diện tích đất công được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 505 tỷ đồng. Về xây dựng đảng, huyện phấn đấu phát triển 122 đảng viên mới.